Xin chào các bác nha. Thì hôm nay tôi lại có một số các mẫu phao để phục vụ các bác đánh nước sâu. Thì cái những cây phao màu trắng này là phao nano, còn phao bên này là phao cỏ bác nha. Thì những cây này thì chúng ta sẽ đánh ở mực nước từ 3 đến 5 mét. Thì những cây này là độ ăn trì là từ 1,9 đến 2,4 gam. Đấy. Thì khi chúng ta đánh nước sâu thì đòi hỏi những cái cây phao này nó phải ăn trì nặng một chút để nó chịu được cái áp lực của nước. Ngoài ra thì phao nặng thì để những cái nơi mà có nhiều cá con phá thì chúng nó sẽ cá con phá thì mồi là sẽ xuống nó nhanh hơn. Vì thực tế là rất nhiều nơi mà khi chúng ta câu rất nhiều cá con phá, khi mà mồi chúng ta chưa kịp xuống nước thì chúng nó đã rỉa hết rồi. Đấy. Thì hiện tại thì là những cây này thì có một số cây là đầu to. Thì hiện tại những cây phao nano thì có một số cây đầu to thì để phục vụ những anh em mắt kém hơn. Đấy. Còn bình thường thì chúng ta cứ sử dụng cái tăm nhỏ bình thường là được. Thì những cái phao này là của một số các anh em đã đặt trước rồi thì cũng chỉ còn một vài cây thôi. Nếu bác nào mà cần tôi tư vấn chia sẻ thêm thì có thể liên hệ hoặc gọi điện trực tiếp cho tôi qua cái thông tin tôi ghi trên màn hình. Tôi xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh này để thường xuyên cập nhật những cái thông tin tôi chia sẻ cũng như các liên quan đến các phụ kiện câu đài nhé.